Xin chào các bạn, mình là Nhung đến từ Viettel Hưng Yên. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một gói khuyến mại cho thuê bao trả sau Viettel, đó là gói V160N. Hiện tại Viettel có triển khai gói khuyến mại V160N trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, áp dụng cho các thuê bao trả sau hòa mạng tham gia gói cước Basic cộng, Family hoặc Corporate. Chỉ 160.000 đồng trên tháng, các bạn sẽ được hưởng rất nhiều các ưu đãi. Thứ nhất, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Thứ hai, miễn phí tới 60 phút gọi ngoại mạng. Thứ ba, miễn phí mỗi ngày 1,5 GB tốc độ cao. Một tháng các bạn sẽ có 45 GB để truy cập Internet. Như vậy là chỉ với 160.000 đồng trên một tháng thôi, các bạn đã được hưởng rất nhiều các ưu đãi, vừa gọi và vừa quét thẻ ra rồi đúng không ạ? Vậy là cách nào để chúng ta có thể đăng ký được gói khuyến mại này? Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cách để chúng ta có thể đăng ký được gói khuyến mại V160N. Cách thứ nhất, các bạn có thể đăng ký chuyển đổi từ số di động trả trước của Viettel sang trả sau với điều kiện thuê bao trả trước hoạt động tối thiểu là 30 ngày và nằm trong danh sách được tham gia gói khuyến mại V160N. Để kiểm tra số điện thoại bạn đang sử dụng có đăng ký được gói khuyến mại V160N hay không, các bạn có thể để lại thông tin số điện thoại, mình sẽ hỗ trợ kiểm tra và tư vấn cho các bạn ạ. Cách thứ hai, bạn đăng ký chuyển mạng giữ số từ nhà mạng khác sang Viettel hoặc mạng trả sau và tham gia gói khuyến mại V160N. Cách thứ ba cực kỳ đơn giản là bạn có thể đăng ký một số di động trả sau hoàn toàn mới của Viettel bằng cách truy cập vào link website của bên mình là http://shop.viettel.vn/216029. Khi bạn truy cập vào link website của bên mình rồi, ở trong mục xin số, kho số online này, hàng ngày bên mình đều up hàng nghìn số mới trên kho số này. Các bạn có thể tìm kiếm dãy số mà các bạn theo mong muốn sở thích cá nhân của mình, ví dụ như là số tăng hoa, số sảnh tiến, số dễ nhớ hay là số bằng ý nghĩa như thế nào đó. Với cách thức tìm kiếm là dấu sao sẽ đại diện cho một dãy số, còn dấu đệm là sẽ đại diện cho một số nào đó các bạn tìm. Vậy khi các bạn đã đăng ký được một số mới rồi, đã tham gia được gói khuyến mại V160N rồi, vậy làm cách nào để chúng ta có thể đăng ký thanh toán cho thuê bao trả sau? Thuê bao trả sau thanh toán có khó không? Dạ không, thuê bao trả sau thanh toán cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Các bạn có thể mua thẻ cào thanh toán giống như mình làm thẻ thuê bao trả trước. Với đặc thù trả sau là bạn dùng trước, bạn mới phải thanh toán sau, tức là tháng hiện tại bạn sử dụng thì tháng sau bạn phải thanh toán. Hàng tháng thì bên mình đều gửi thông báo cước cho các bạn trước ngày 20. Và các bạn chỉ cần thanh toán trước ngày 20 dương giống mình là được. Các bạn mua thẻ cào mà bấm thao tác là sao 199 sao, mã số thẻ cào thăng, bấm phím cộng. Hoặc ok là các bạn đã thanh toán cho thuê bao trả sau rồi. Một hình thức thanh toán nữa là mình có thể thanh toán qua thương mại điện tử, là thanh toán qua các ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc ví tính thu, ví tính chi. Một hình thức thanh toán truyền thống nữa là các bạn có thể lựa chọn hình thức thu tại nhà. Tức là đến chu kỳ cước thì sẽ có nhân viên đến theo bên mình liên hệ qua địa chỉ thông báo cước như bạn đã đăng ký, hỗ trợ thu cước cho các bạn tại nhà. Hoặc một hình thức nữa bên mình đang triển khai đó là các bạn có thể là đóng trước cước cho thuê bao di động trả sau giống như các bạn đang sử dụng dịch vụ internet của bên mình nhé. Các bạn có thể đóng trước cước từ 1 tới 12 tháng. Mình lấy ví dụ là các bạn đóng từ 1 tới 3 tháng cước thì bên mình sẽ tặng tương đương với mỗi tháng là 1 tới 3 GB. Còn khi các bạn đóng trước 6 tháng thì bên mình sẽ tặng thêm 1 phần 2 tháng cước và 6 GB. Các bạn đóng trước 12 tháng, bên mình sẽ tặng thêm 12 GB và 1 tháng cước. Trên đây là video clip của mình giới thiệu về gói khuyến mại V160N cũng như hướng dẫn cách các bạn có thể đăng ký được gói khuyến mại này. Mình rất mong các bạn có thể đăng ký được gói khuyến mại phù hợp với số thuê bao bạn đang sử dụng hoặc lựa chọn được một SIM số mới theo nhu cầu sở thích cá nhân của các bạn. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với mình theo số hotline là 0868 269 333. Xin chào và hẹn gặp lại.